Tổng hợp pha sơ đồ cuối năm, thanh niên chạy xe màu hồng bình thản chỉ để hút mấy cuộn chỉ màu hồng. Hôm nay ngày 17 tháng 12 trên các diễn đàn phòng chống kẻ gian lại chia sẻ nhiều đoạn clip với dòng caption như sau. Mọi người thường nói với nhau câu hơi chút là bị trộm. Quả thật thời buổi trộm cắp lộng hành, đặc biệt nạn trộm vặt. Qua đây các nạn nhân lắc đầu chán nản muốn gục ngã khi xem lại clip, tự trách ông trời sao mà xui quá trời quá đất vậy nè, nghĩ sao toàn đồ lặt vặt mà cũng ra tay cho bằng được. Và muốn nhờ kênh Sài Gòn TV chia sẻ rộng rãi vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác. Tài sản tuy không lớn nhưng khiến nhiều người dân bức xúc. Người dân cần cảnh giác bảo quản tài sản, đừng để rơi vào những tình huống sau đây. Theo ghi nhận tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, một người đàn ông chạy xe đạp dừng lại trước ngôi nhà, sau đó thản nhiên bưng chậu cây phía trước bỏ lên rổ xe chạy đi mất. Không biết lấy về chưng Tết hay bán kiếm tiền xài Tết, nhưng hành động này vô tình bị đánh giá thấp cách sống chỉ vì một chậu kiển. Còn tại Ninh Thuận, giữa ban ngày, camera an ninh ghi nhận một người đàn ông chạy xe máy tới trộm tấm sắt, dùng để dắt xe lên xuống, bỏ lên xe máy chở chạy. Theo camera, ông chú giả vờ đậu xe, rồi ngồi bên thềm nhà một lúc xem có động tĩnh gì không, thấy không ai phát giác nên tranh thủ trộm vặt, rồi bỏ chạy như cơn gió mùa đông. Cuối cùng tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, trước một tiệm bán vật liệu may, một thanh niên trẻ chạy xe màu hồng đi tới, bình thản lấy trộm mấy cuộn chỉ phía trước rồi leo xe tẩu thoát. Không biết trộm chỉ để làm gì, bán được nhiều tiền mà lại bị mang tiếng trộm vặt như vậy. Còn bạn mà thấy sao về những pha trộm vặt cuối năm này? Bình luận đâm đại cho chúng tôi biết đi nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.